Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi một vài cái tuyến đường ở thành phố Tuy Hòa cũng như là cây cầu Hùng Vương, một trong những cây cầu dài nhất ở Phú Yên. Thì hôm nay trời cũng khá là nắng nhưng mà nó cũng khá là mát mẻ, không có gắt lắm. Hôm trước mình có làm một cái video về thành phố này và cũng đã được tới đây thì cũng 4-5 ngày gì đó, cũng được hơn 100.000 lượt xem. Tất nhiên là mình kỳ vọng nhiều, nhưng mà trong cuộc sống mà nhiều khi chúng ta kỳ vọng hơi nhiều so với những cái hoàn cảnh, điều kiện thực tế. Nhưng mà thôi đi, thì chúng ta đang ở trên đường này là đường An Dương Vương. Chúng ta sẽ rẽ trái để nhập vào đường Hùng Vương. Ở Tuy Hòa mình quay nhiều lắm, nhưng mà để chọn con đường này thôi, tại vì nó cũng khá là đẹp. Trước đây tôi cứ nghĩ đồng bằng Tuy Hòa, tức là một cái khu vực mà thành phố Tuy Hòa nằm ở trong khu vực này đó, thì được bồi đắp bởi sông Ba. Nhưng mà khi đăng tải clip lên thì tôi có nhận được một bình luận nói rằng là: em biết sông Ba bắt đầu từ đâu và hiện như thế nào không mà nói là phù sa bồi đắp? Chỉ vì một cái bình luận như vậy mà tôi nghĩ rằng là nhiều khi cái hiểu biết ở trong thời đại của chúng ta có khi nó không phản ánh đúng cái bản chất thực tế của một cái hiện tượng hay là một cái sự vật nào đó ở trong cuộc sống. Thành ra lúc nào chúng ta cần cũng phải nghi ngờ một cái chuyện gì đó. Ngay cả những cái thông tin trong những cái video mà các bạn xem đó, thì các bạn cũng nên cần phải đặt một cái tâm thế gọi là hơi tự vệ trước thông tin. Trước đây thì tôi suy nghĩ nhiều về cái việc tự vệ trước thông tin, có nghĩa là bạn không có phải là người ta nói gì bạn cũng tin, mà chúng ta phải đặt những cái câu hỏi để xem là cái chuyện đó có đúng hay không. Thì đây là đường Hùng Vương các bạn, rất đẹp không? Hai bên đường rất là thông thoáng, với lại là buổi trưa nữa. Mà trưa ở Phú Yên thì nó hơi mát mát, nó không có nóng lắm, nó cũng vừa phải thôi. Ra như thế này các bạn, càng ngày tôi càng thấy là kênh của mình đó, có những người thực sự họ xem họ rất là giỏi luôn, tôi nói thật sự là giỏi thật luôn. Và người ta nói là nhiều khi trong cuộc sống đó, mà thấy càng ngày mình càng ngu ra, là có thể là mình đang thông minh lên hay không biết là ngu thiệt. Tôi thì tôi không biết cái điều đó, nhưng mà thật sự trong những cái thời gian gần đây mới thấy là thật sự bản thân mình rất là ngu thiệt. Nhưng mà bản thân mình cũng phải cố gắng nhiều để mà làm sao mà khán giả xem mình á, họ không thấy mình giỏi nhưng ít ra họ thấy mình có cố gắng và có một cái gì đó thú vị. Ở bên ngoài các bạn biết không, tôi là một người sống có khi nhiều khi rất nhảm nhí và nó suồng sã lắm. Nên là tôi rất ngại gặp mọi người ở bên ngoài. Nhiều khi người ta nói trời sao thấy mày ở trên YouTube vậy đó, mà ra ngoài mày kỳ quá. Thì các bạn phải hiểu cho mình cái điều đó.
Rồi thì nói chung ở Tuy Hòa thì tôi thấy là ý thức giao thông của mọi người cũng khá. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng vẫn thấy nhiều người không có đội nón bảo hiểm, với lại là đi vượt đèn đỏ. Thành ra không riêng gì người dân Tuy Hòa, mà tôi cũng mong muốn là ở đâu cũng vậy, thì cũng ý thức giao thông phải nâng lên một chút. Cái đó cũng là một cái thể hiện một cái hành động đẹp của mọi người thôi. Nói chung là đường xá xe cộ ở Tuy Hòa tốt, mọi người thấy mọi người đi xe hơi nhiều. Một bộ phận người Tuy Hòa thì vẫn sống bằng nghề nông, như thí dụ như là làm trồng lúa, trồng rau hay là đi biển. Tuy nhiên thì ai nói mà đi biển không giàu đâu, đúng không? Còn nói về người dân Tuy Hòa có giàu có hay không thì thực sự tôi không biết. Phía trước là cây cầu Hùng Vương. Công trình này, để mình xem, nó có tổng mức vốn đầu tư là 477 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 1 năm 2006 và khánh thành vào tháng 3 năm 2011. Cầu này thì có chiều dài là 1.280m với 32 nhịp, chiều rộng là 18m. Có nhiều người cho rằng đây là cây cầu dài nhất ở Phú Yên, nhưng mà không phải. Còn có một cây cầu khác cũng bắc ngang sông Đà Răng, nó tên là cây cầu Đà Răng luôn hay gì ấy. Ở Phú Yên này rất nhiều cây cầu mang tên là cầu Đà Răng. Cây cầu đó thì là nằm ở phía ngoài đó, thuộc quốc lộ 1 mới bây giờ đó. Cây cầu này thì phải nói là xảy ra rất là nhiều cái sự kiện mà người ta xuống đây kiểu như là người ta nhảy xuống á. Sắp tới thì địa phương cần phải tạo cái kiểu như là cái lan can nó hơi cao hơn ha, kết hợp với đèn trang trí này kia đó, làm sao để cho mà người ta đừng có lên cầu này cũng nhảy xuống nữa. Ở phía sau lưng của chúng ta là Phường 6, một cái trung tâm nghề cá của Phú Yên. Phía trước cũng là khu vực Phú Đông, cũng là một cái trung tâm nghề cá nữa, nhưng mà ở phía bên ngoài ngoài á. Hiện nay thì khu vực này đang được gọi là giải phóng mặt bằng các kiểu, xây dựng những cái tuyến đường để tạo thành những cái khu dân cư hay là khu công nghiệp gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Các bạn có thể lấy để sử dụng cũng được, nhưng mà đừng có đăng lại toàn bộ là được rồi. Cảm ơn các bạn nha.